Xin chào tất cả mọi người. Buổi trước tôi đã giới thiệu đến mọi người các cái câu lệnh lập trình điều khiển robot cơ bản. Hôm nay trong cái video này tôi sẽ giới thiệu mọi người về cảm biến siêu âm. Ở trên tay tôi đây là cảm biến siêu âm của bộ học tập GarageBand. Thì với cảm biến siêu âm này, đây tôi đã lắp vào đây rồi. Thì trong các cái công việc mà tự động hóa thì một trong các cái cảm biến được sử dụng nhiều nhất đó chính là cảm biến siêu âm. Trong quá trình chúng ta học lập trình điều khiển robot, chúng ta cũng thường xuyên phải làm việc với cảm biến siêu âm. Thì nguyên lý hoạt động của cảm biến siêu âm rất đơn giản. Ý tưởng tôi nghĩ chắc cũng giống như là người ta mô phỏng theo tự nhiên. Ví dụ như là con rơi nó bay trong bóng đêm, bay trong bóng tối, ai cũng biết là nó bay nó có thể tránh được các cái cây cối, các cái vách đá, vân vân, do nó phát ra các cái sóng siêu âm, sau đó gặp vật cản phản hồi lại thì nó tính toán, nó biết được cái khoảng cách đến vật cản để nó tránh các cái vật cản đó. Thì cái cảm biến siêu âm này, ý tưởng và nguyên lý hoạt động cũng vậy, nó có hai module, một là phát, hai là thu. Module phát đã phát ra sóng siêu âm, gặp vật cản phóng siêu âm, gặp vật cản phản hồi lại. Module nhận, sau đó nó tính toán cái khoảng thời gian phát ra và nhận vào là bao nhiêu thời gian, cộng với lại tốc độ của sóng siêu âm đi trong môi trường bình thường như này. Hình như tôi nhớ là khoảng 340 mét trên giây thì phải. Tóm lại chúng ta cũng không quan tâm nó tính toán thế nào nhiều lắm. Nhưng chúng ta quan tâm, chúng ta chỉ hiểu nguyên lý là nó phát ra sóng siêu âm và gặp vật cản phản hồi lại, nhận tín hiệu và tính toán được cái khoảng cách từ vật cản đến hai cái module này. Và cái này tôi đã lắp vào đây rồi. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách sử dụng câu lệnh. Thì một số bạn do quá trình chúng ta lập trình sử dụng các cái câu lệnh chắc là nó sẽ sai ở đâu đó, nhầm lẫn ở đâu đó. Cho nên nhiều bạn vì cái này không, trên cái cảm biến này không có cái đèn nào báo cả. Nên chúng ta cắm vào hoạt động hay không hoạt động, chúng ta cũng không biết nó hoạt động hay không hoạt động. Cho nên là nhiều bạn mà làm không được, bảo là cảm biến của mình bị hỏng. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách sử dụng cảm biến siêu âm. Đầu tiên thì chúng ta có tên chương trình câu lệnh sử dụng cảm biến siêu âm trả về khoảng cách của cảm biến siêu âm là câu lệnh số 15A. Ở đây cảm biến siêu âm của tôi, đây cảm biến siêu âm dây đây tôi đã cắm vào cổng thứ 3 đây rồi, và trên câu lệnh mặc định cũng là cổng thứ 3. Các bạn kéo xuống dưới câu lệnh số 55 là câu lệnh Cyan Printech. Ra nó cho có nghĩa là tí nữa tôi sẽ mở cổng Cyan cho các bạn xem, nó sẽ trả về giá trị của cảm biến siêu âm này. Rồi bây giờ chúng ta cần sử dụng một cái vòng lặp trả về giá trị của cảm biến siêu âm.
lặp đi lặp lại như vậy. Bây giờ chúng ta nạp chương trình sang robot, chọn cổng kết nối, chọn connect, sẽ là gọi cổng 4. Ở trên máy của tôi là cổng 4, nhưng có thể một số máy của các bạn sẽ là cổng khác nhé. Rồi bây giờ nạp chương trình, chuột phải vào cái chương trình upload to Google. Rồi bây giờ chúng upload chương trình. Rồi chúng ta đợi một chút. Quá trình upload là cũng mất cỡ khoảng 1-2 phút. Vì cái chương trình của chúng ta này, nó dịch cái chương trình mà chúng ta kéo thả vào đây, dịch ra mã máy, chính là cái mã hexa đó các bạn. Sau đó thì mới chuyển cái mã hexa này sang bộ não của con robot của chúng ta đây. Quá trình phiên dịch và nạp code. Thông thường thì như tôi thử nghiệm nhiều lần thì tôi thấy lần đầu tiên bao giờ nó cũng hơi lâu một chút, nhưng lần tiếp theo sẽ nhanh hơn. Khó như các bạn thấy là sau khi nạp xong thì robot sẽ khởi động lại và thông báo là chúng ta đã upload xong. Ok, bây giờ các bạn lưu ý, chúng ta nhìn trên cái chương trình cạnh cái chỗ mà chúng ta bên phải có cái upload to Arduino thì chúng ta có phần edit ở đây. Chúng ta kích vào phần này, chúng ta đợi một chút. Ở đây thì chiếc máy tính ở đây tôi đang sử dụng cũng tôi sử dụng cũng khá lâu rồi, nó cũng vào khoảng độ 8-9 năm đó các bạn nhé, cho nên nó cũng không tốc độ cũng không phải là nhanh lắm. Rồi ok, sau khi nó mở cái chương trình giao diện Arduino này, một số bạn đã làm việc với chương trình này thì chúng ta rất là quen thuộc rồi. Và chúng ta tiếp tục vào CDN. Hơi tôi có cái kính loop ở đây. Rồi ok, các bạn khi chúng ta kích vào đây, robot khởi động lại một lần nữa. Rồi bây giờ chúng ta chuyển chế độ sang chế độ đèn màu trắng, màu vàng này, màu trắng. Ok, đó các bạn nhìn thấy đây là đang trả về tín hiệu của cảm biến siêu âm đó các bạn. Đây là khoảng cách đó. Đó, đây các bạn, đây là trả về tín hiệu của cảm biến siêu âm. Chúng ta đang nhìn thấy 19-20 ở đây. Đây chính là cái khoảng cách. Thực ra nó có thể xa hơn nữa, nhưng thực ra đây nó đang làm một khoảng cách mà tôi đang để một cái webcam để quay vào con robot cho các bạn xem. Sau đây tôi sẽ thay đổi thử khoảng cách cho các bạn xem. Ví dụ đầu tiên, tôi có một cái miếng nhựa. Các bạn nhìn, tôi đặt cái miếng nhựa vào đây, các bạn nhìn cái khoảng cách thay đổi đang chỉ còn có 4-5. Tôi đưa xa ra khoảng cách lên 7-8, đưa gần lại khoảng cách gần 2, khoảng cách gần 2. Ok, khoảng cách xa dần ra. Tôi thử một cái vật khác,
Đây tôi có một cái quyển sổ nhỏ nhỏ. Rồi, đưa gần vào, khoảng cách thay đổi. À, các bạn nhìn này, khoảng cách thay đổi. Ok. Như vậy là chúng ta đã biết được cả biến siêu âm của chúng ta có chạy và có thay đổi khoảng cách. Thì có một số bạn thì trong quá trình học và lập trình thì bảo rằng là chúng ta đã chọn cái ngưỡng, ví dụ như tôi đặt quyển sổ ở đây, ngưỡng 10. Sau đó khi lập trình đặt một cái ngưỡng là 10, nhưng mà thực tế thì lại thấy là khi robot chạy gặp một cái vật cản, lúc thì khoảng cách cũng có thể là 10, nhưng có lúc khoảng cách thì phải chỉ là 5 thôi. Có lúc thì khoảng cách lại xa hơn, tóm lại là khoảng cách xa hơn hoặc gần lại. Thì nhân tiện đây tôi cũng nói luôn, đó là cái sóng siêu âm phát ra từ cái cảm biến siêu âm và nhận lại, nó còn phụ thuộc vào cái vật, phụ thuộc vào cái vật cảm sóng và phản hồi cái sóng ở đây. Ví dụ mỗi cái chất liệu khác nhau thì cái khả năng hấp thụ sóng khác nhau. Ví dụ gặp bờ tường, chúng ta đặt một cái thông số ngưỡng đúng là 10, nhưng gặp bờ tường thì cái khoảng cách đó nó sẽ khác. Với lại chúng ta gặp một cái bức vách bằng gỗ hoặc là một miếng phao xốp thì cái khoảng cách nó khác nhau, nó phụ thuộc vào cái vật cản. Tiếp theo là phụ thuộc vào kích thước. Đây tôi lấy ví dụ các bạn, tôi để vào đây khoảng cách đang là 7. Cũng với cái khoảng cách này tôi để một vật khác, đây là cái nọ xê sụi nha các bạn nhé. Khoảng cách cũng thay đổi một chút, không đáng kể. Tiếp theo tôi để một cái vật khác, cái bút chì nha các bạn. Đó, nó có sai số. Đó. Tiếp theo tôi để một cái vật khác nữa đi. Các bạn đợi trôi một chút, tôi kiếm cái gì đó. Đây là một chiếc mũ len. Rồi các bạn nhìn. Khác ngay. Đó, tôi đã chứng minh cho các bạn xem mà cái vật liệu, chất liệu khác nhau thì cái giá trị xả về nó khác nhau. Ok. Vậy là chúng ta đã hiểu cơ bản về cảm biến siêu âm. Bây giờ đến các câu lệnh sử dụng cảm biến siêu âm. Thì câu lệnh số 15A là câu lệnh mà trả về giá trị của cảm biến siêu âm. Ví dụ bây giờ tôi có một cái yêu cầu bài toán như thế này. Đó là nếu như có một vật cản, ví dụ chúng ta tưởng tượng là con robot của chúng ta đang tự hành, đang đi thẳng. Nếu như mà gặp với vật cản trong khoảng cách là ví dụ như 10 cm thì nó sẽ phát âm thanh, phát còi cảnh báo. Vậy cách chúng ta sử dụng câu lệnh như sau. Có cần phải nhắc lại đề bài không? Tôi nhắc lại đề bài. Ví dụ robot của chúng ta tự hành đi thẳng, gặp một vật cản trong khoảng cách 10 cm thì sẽ phát âm thanh cảnh báo. Có nghĩa là chúng ta bây giờ viết thử chương trình, chỉ cần có một vật cản nhỏ hơn 10 cm, khoảng cách từ vật cản đến cảm biến siêu âm thì sẽ phát âm thanh cảnh báo. Rồi, bây giờ chúng ta sử dụng câu lệnh số 15A là câu lệnh trả về khoảng cách. Muốn khoảng cách trả về khoảng cách mà nhỏ hơn 10 cm, chúng ta chọn sang phần toán thử. Chọn một cái toán thử, chúng ta chọn nhỏ hơn
và đây là 10. Ok, vậy trong đề bài của chúng ta ra là nếu như nhỏ hơn 10 thì phát còi cảnh báo. Vậy chúng ta cứ nếu thế này, nếu thế kia, nếu thế này thì thế này, nếu thì, tóm lại là rằng thì là mà, có nghĩa là chúng ta phải sử dụng cấu trúc điều khiển rẽ nhánh. Nếu thế này, nếu thế kia, có nghĩa chúng ta sử dụng câu lệnh if then. If là nếu. Nếu giá trị trả về từ cảm biến siêu âm nhỏ hơn 10 thì, rồi trong đề bài chúng ta là nếu mà nhỏ hơn 10 thì phát âm thanh cảnh báo. Ok, chúng ta sẽ tìm đến câu lệnh phát âm thanh, đó là câu lệnh số 29, phát âm thanh cảnh báo. Rồi chúng ta cho lặp mãi mãi. Ok, như vậy là phát được âm thanh, sau khi chúng ta làm chương trình này, phát âm thanh cảnh báo, có nghĩa là nhỏ hơn 10 sẽ bật còi. Các bạn lưu ý là nếu chúng ta sử dụng câu lệnh này mà chúng ta để on là nó cứ kêu mãi, còn chúng ta muốn cứ kêu tít 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 thì chúng có nghĩa là âm thanh có này xong lại tắt, xong có xong lại tắt. Nếu chúng ta muốn như vậy các bạn, chúng ta cho 1 giây kêu âm thanh, kêu 1 giây, sau đó thì off 1 giây, off 1 giây, sau đó thì lại kêu. Ok, bây giờ chúng ta làm thử chương trình là robot nhỏ hơn 10. Ok, chúng ta làm chương trình. Nhiều bạn từ những cái việc làm những cái học tập nhỏ là chúng ta mới có các cái ý tưởng. Ví dụ như là cái cảm biến lùi trên xe ô tô chẳng hạn, mà chúng ta thấy ô tô lùi đến vật cản, khoảng cách gần thì càng kêu nhanh, càng xa thì thôi, gần thì bắt đầu kêu, càng gần càng kêu nhanh, vân vân. Thì cái nguyên lý hoạt động tôi nghĩ chắc nó cũng tương tự như thế này thôi. Ok, rồi sau khi làm xong các bạn lưu ý thế nào, khởi động lại. Ok, bây giờ chúng ta thử chạy chương trình mà chúng ta nạp vào robot bằng cách chuyển sang đèn màu trắng. Rồi ok, vẫn không có tín hiệu gì, có nghĩa là khoảng cách của chúng ta đang lớn hơn 10. Khoảng cách của chúng ta đang lớn hơn 10. Bây giờ chúng ta thử thay đổi bằng cách nhỏ hơn 10 xem sao. Đó. Rồi bây giờ tôi bỏ tay ra, có nghĩa là thay đổi khoảng cách cho lớn hơn 10. Ok, như vậy là rất chuẩn. Rồi tôi thay đổi một vật khác xem sao. Ok. Hy vọng là sau khi tôi làm video này, tôi giới thiệu đến các bạn cách thức hoạt động của cảm biến siêu âm và các câu lệnh sử dụng cảm biến siêu âm. Chúc các bạn thành công với các ý tưởng của mình.